xin anh, em lại anh đừng làm như thế với em. Con lợn này, con lợn này, mày có định đi không này Bảo? Không anh ơi, em xin anh đấy, em không thể đi làm được đâu. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng mà anh. Chính vì chúng ta là vợ chồng nên em mới phải giúp anh đấy. Chả lẽ em muốn nhìn thấy bọn xã hội đen nó đến nó giết anh à? Không anh ơi, hay là anh bỏ cờ bạc đi, xong rồi chúng ta sẽ làm lại. Chứ bây giờ anh mà bắt em đi làm cái công việc này thì còn gì là tương lai nữa hả? Câm mồm. Bây giờ tao hỏi mày, mày có đi không? Còn khốn, tao đã nhẹ nhàng với mày mà mày không nghe. Đi. Mở nó ra. Mở nó ra. Con khốn, tao giỏi mày chạy đi. Từ nay đừng hòng nhìn mặt con mày nữa. Con chó cái. Mày cứ chạy trốn khỏi tao lắm đúng không? Anh Quang, em xin anh đấy, anh từ bỏ cờ bạc đi được không? Mày câm mồm. Phận làm vợ thì phải nghe lời chồng, mày hiểu chưa? Nhưng mà anh cũng không thể nào có thể đẩy em đi làm gái như thế được. Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là đến đó làm gái, một tuần tao sẽ cho mày gặp con. Còn không, mày cút đi vĩnh viễn. Con mày ra sao mày không cần quan tâm. Chọn đi. Anh đúng là con người mà không có trái tim. Ôi không kệ mẹ tao. Việc của mày là làm theo tao sắp đặt. Đi. Đi. Em chào chị ạ. Đào mới à? Mày là cái con khi chiều bị chồng ném vào đây đúng không? Tao nhìn mày cũng có đến nỗi nào đâu. Chọn chồng kiểu gì ngu như chó thế. Đúng là cái loại nhu nhược. Thảo nào bị chồng bán vào đây. Làm đào ấy thì chịu khó chăm lo cho bản thân một tí. Ngồi đấy mà khóc, cẩn thận bà chủ xé xác ra đấy. Tao mới nghe mày bán con vợ mày đi làm đào à? Mẹ kiếp, bần cùng cả thôi. Ê, mày đúng là thằng khốn lạ. Ngay cả vợ mày cũng bán. Ê, tao nghĩ có một ngày nào đấy khéo mày bán luôn cả tao cũng nên. Mày điên à? Các cụ dạy rồi, vợ con như quần áo, anh em như là tay chân. Quần áo thì bỏ được, tay chân làm sao mà chặt được. Nhớ cái mồm mày nha. Nhớ, lúc nào tao chả coi mày là anh em tốt. Coi như tao không uổng công chơi với mày. Nhưng mà lát đưa tao mấy triệu ấy. Đơn giản, nào, con này. Ăn đi, lấy sức tí mà còn đi khách. Cảm ơn mày nhá. Khỏi cần. Kiếm tiền, trả tiền cháo cho tao là được. Có cần đi viện không? Tao mến chút thôi. Lần đầu tiên tao phải qua đêm với nhiều đàn ông như thế. Tao rồi dần dần sẽ quen thôi. Cái nghề này nó khốn nạn vậy đấy. Nhưng mà làm lâu xem, mày sẽ thấy còn nhiều cái khổ hơn nhiều. Cứ chuẩn bị tâm lý đi. Ăn đi.
Đến đây làm gì? Chị cho tôi hỏi, Ngọc có ở trong đấy không? Tìm nó làm gì? Tôi là chồng của Ngọc. Thì ra thằng khốn nạn đấy chính là mày à? Cô nói cái gì đấy? Nói cái tiên sư nhà mày ấy, thứ đàn ông khốn nạn, cút khỏi đây cho tao. Này, cô im mồm nhé. Quá đáng, tôi không tha cô đâu. Không tha thì mày làm gì được bà? Bà lại thách cả họ nhà mày dám đụng vào bà khi ở đây đấy. Cô... đúng là thằng hèn. Mà mày vẫn còn khôn đấy. Mày mà dám đụng vào tao bằng bàn tay nào thì mày xác định mất luôn bàn tay ấy đấy. Tôi trêu chọc gì cô à? Mày không trêu tao, nhưng mà tao ngứa mắt với cái loại nhân phẩm chó má như mày. Muốn chửi mày đấy, được không? Cô được lắm. Có phải Ngọc bảo cô ra đây chửi tôi không? Làm sao? Mày định làm gì nó? Nó nói cho mày biết, nó không còn là vợ mày nữa, mà nó là Đào ở đây. Mà mày định làm gì Đào ở đây ấy, thì mày biết bà chủ sẽ làm gì mày rồi đấy. Đàn ông gì mà hèn như chó ấy. Đây rồi, cô làm cái gì mà lâu đấy? Đêm qua em bận làm khuya nên hơi mệt. Không nói nhiều nữa, có tiền chưa? Đưa cho tao. Thì lên. Mày có muốn mai mày được gặp con không hả? Cái tay lên. Dưới. Tốt lắm. Mai nhớ đưa con đến gặp tôi đấy. Mày bị ngu à? Tao làm sao đưa con đến cái chỗ bẩn thỉu này được? Ra công viên. Sao thế? Được ngày nghỉ đi đâu về mà mặt như đưa đám vậy? Tao đi gặp con tao. Mày có con rồi à? Thế nó ở đâu? Đừng bảo là ở với thằng khốn nạn kia nhá. Ở với bố mẹ anh ấy. Chắc chắn là hắn dùng con để uy hiếp mày đúng không? Mày như ma só nhỉ? Mày là mẹ nó cơ mà. Kiện ra tòa, đòi lại quyền nuôi con là xong. Việc chó thì phải khổ thế. Tao theo không anh ta. Từ miền núi về đây. Không nghề nghiệp, không giấy tờ tùy thân. Mày nghĩ đi, bây giờ mà ra tòa thì tòa sẽ đứng về ai? Cho dù như thế mày cũng không thể ngu như vậy được. Ông ấy bắt làm gì cũng làm. Bao giờ mày làm mẹ thì mày sẽ hiểu. Làm mẹ mà khổ như mày, tao thả vậy còn hơn. Đúng là ngu. Nghe nói hôm qua trúng lô à? Trúng, nhưng mà trả nợ hết rồi. Lão Hiếu ác như thú, lấy lại cất cổ. Mày có cái máy hái ra tiền, lo cái gì? Tao cũng đang lo đây. Con mụ Tuyết nhét ngay con vợ tao ở cùng con quái thai, lần nào đến cũng bị nó chửi cho sấp mặt. Cay. Bị chửi nhưng có tiền. Tao nói cho mày biết, cay thì cay, nhưng mà mày cấm đụng vào mấy cái con đấy. Mụ Tuyết nhá, nổi tiếng là bảo thủ, bênh đào đến bất chấp. Mày mà động vào á thì tàn sát cái con này. Thật ra tao chỉ bực lúc đấy thôi, hơi đâu để ý mấy con bạt hạng hay làm gì. Cái tao sợ ấy, là cái con Danh kìa, nó như ma lành ấy. Con Ngọc mà ở đấy lâu, nó lại tiêm nhiễm ở đầu mấy cái thứ mất dạy thì lại mệt. Mày có trong tay con át chủ bài thì nói cái gì? Mày nói cũng có lý á. Mà này, tao nghe mụ Tuyết mới tuyển thêm mấy con đào mới đấy. Hãy nhân tiện mày trúng lô, anh em mình đi chơi tí nhỉ? Nghe vào tai hết. Công nhận là không có vợ thì nó bí bách thật. Đi. Thế nhưng mà hôm nay anh em mình chơi kiểu khác ấy. Kiểu khác là kiểu gì? Thì mày chẳng coi tao là anh em thân à? Bây giờ ấy, gọi một đứa
xong thì hai đứa hành hạ. Cái thằng này mày được. Nào, uống đi xong đi. Cái con mụ này nó khinh anh em mình thì sao? Đợi mỏi hết cả cổ, chả thấy đứa nào đến. Mày cứ bình tĩnh. Có khi bọn mình đi hai thằng, chúng nó sợ nên mụ phải chọn ấy. Đã bí bách thì chớ. Đang ngày cho đợi cả tiếng đồng hồ, tí còn làm lên chết với tao. À đấy, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn rồi kìa. Vào đi. Sao lại là cô? Sao lại là hai anh? Sao với chẳng cái đầu cô ấy. Con mụ Tuyết nó không biết tôi là chồng của. Bà Tuyết đi Quảng Ninh rồi, là người khác phụ trách thay. Thôi được rồi, lượn đi, bảo đứa khác lên đây. Ấy, khoan đã. Này, mày làm sao đấy? Nó là vợ tao đấy. Vợ mày thì cũng là làm gái. Bây giờ tao nhìn nó đợt này được ấy. Hay thì tới rồi thì băng luôn đi. Mày bị điên à? Chuyện này... Làm sao? Tình anh em không bằng cái điếm à? Nhưng mà nó là vợ tao. Mà thiếu gì còn trẻ đẹp hơn. Tao quyết định rồi. Lê Ngọc. Anh gọi tôi có chuyện gì à? Này đây. Anh Quang. Anh đừng có bảo là... Đến rồi thì vào đi. Ai chả là khách. Anh điên thật rồi anh Quang ạ. Tôi là vợ của anh. Còn kia là bạn của anh đấy. Mày không nghe thằng bạn tao nói gì à? Mày cũng chỉ là con điếm thôi. Phục vụ ai chả giống nhau. Đi đâu? Vào đây. Anh tôi xin anh đấy. Anh tha tôi đi. Tha với bổng cái gì? Khách nào mà chả khách. Ở lại đây phục vụ bọn anh ấy. Không được. Các anh đúng là đồ bệnh hoạn. Cái con dở này. Khách nào mà chả là khách. Mày còn bày đặt. Mày ra. Mày ra. Mày ra. Mày ra. Không thể chịu như vậy được nữa. Đúng là hai thằng cầm thú. Tao phải đi tìm và thẳng vào mặt hai đứa chúng nó. Thôi anh, mày bình tĩnh đã. Mày ngu nó vừa thôi. Mày nhìn cái thân mày xem còn ra hồn người nữa không. Thì đằng nào cũng thế thôi. Cứ xem họ như là những người đàn ông khác. Thế là xong. Bây giờ làm căng lên cũng chẳng được gì cả. Hơn nữa, mày biết là tao vẫn còn có con của tao mà. Mày... Trời ơi! Tao biết là mày thương tao. Nhưng mà nếu như mày đi tìm anh ta là mày đang hại tao đấy. Ông trời ác với tao lắm. Nhưng mà có mày, có con tao, xem như là tao cũng được an ủi rồi. Cảm ơn mày nhá. Nói làm gì mấy lời vớ vẩn đấy. Mày sao vậy? Tuần trước tao thua bài liên tục, phải vay lãi của lão Hiếu. Lão ấy đòi mấy ngày nay rồi mà tao chưa có. Thế sao mày không đi tìm con đẻ trứng vàng của mày đi? Mày điên à? Nó làm gì làm ra nhiều như thế? Mà tuần trước tao lại vừa lấy nữa. Thế thì càng ấy. Nhưng mà tao nghĩ nhá, mày lên đến chỗ mụ Tuyết, vay của mụ ấy, rồi cho con gà kia nó trả dần. Trông mày thế mà thông minh phết, tao lại không đi ra. Các anh làm gì đấy? Mày hứa với anh Hiếu thế nào? Sao mấy ngày rồi vẫn chưa chịu trả nợ? Mày đi bùng nữa à? Anh ơi, em đang thu xếp, có em sẽ mang qua luôn ạ. Cái mặt mày mất uy tín rồi,
Hôm nay mày mà không trả nợ, tao đưa mày về đại ca xử. Các anh định xử bạn em thế nào ạ? Chặt tay hay chặt chân còn tùy vào tâm trạng của đại ca, bọn tao không có quyền quyết định. Em không liên quan ạ. Em chào các anh. Thằng Tài, mày bạn mẹ thế à? Mày gào cái gì? Có định trả tiền không? Có, em sẽ trả mà. Đâu? Anh ơi, anh phải để cho em từ từ đi lấy chứ. Ngay ở đây em làm gì có à? Mày định qua mặt bọn tao à? Nhà mày thì mất rồi, bạn bè đấy, mày vừa nhìn đấy. Không phải chỗ đấy ạ. Em sẽ đến chỗ chị Tuyết vay tiền trả các anh. Vợ em nó đang làm ở đấy mà. Thằng Ôn, vợ nào của mày làm ở đấy? Phương Anh à? Thằng này nó bảo vợ làm gái ở đấy đúng rồi gì nữa. Tôi ở cùng phòng với nó, tôi không rõ hơn các ông à? Con Danh kia, mày nói vậy là sao? Con Ngọc từ hôm bị hai thằng khốn nạn chúng mày bạo hành, nó tổn thương nặng nên phải đi bác sĩ. Bác sĩ bảo nó muốn sống thì phải bỏ nghề. Chị Tuyết biết thế cũng cho nó nghỉ luôn rồi. Mày nói láo, nó nghỉ sao nó không tìm tao? Nó ở đấy làm gì? Nghỉ làm gái thì còn nhiều việc khác để làm mà. Rót bia, lao công, giúp việc gì gì đấy. Mà tao nghĩ những công việc đấy chỉ đủ cho nó sống thôi, chứ không còn nhiều tiền như hồi làm gái để đưa cho mày được nữa đâu. Mày nói láo, tao không tin. Hai thằng chúng mày làm gì nó, bạo hành nó ra sao, chúng mày rõ hơn tao mà. Bây giờ còn già mồm cái gì? Còn hai ông anh, nếu muốn biết có thể đến chỗ chị Tuyết điều tra. Không, không phải thế. Thằng chó, thế mày lấy đâu ra tiền trả đại ca tao? Các anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách. Có con gà đẻ trứng vàng không còn nữa, cách gì chứ? Mà tôi nghĩ hai ông anh nên đưa thằng này về, bán nội tạng đi lấy tiền chắc cũng đủ để trả nợ đấy. Con kia, sao mày ác thế? Không, các anh bình tĩnh. Kìa, các anh bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách trả cho các anh mà. Ngọc à, loại người này không đáng tồn tại. Bây giờ mày có trách tao thì tao cũng chịu thôi.